chở khách thì di chuyển rất nhiều luôn, đủ thể loại các loại xe, gọi là xe buýt này đấy. Đây bắt đầu là có tình hình kẹt xe ở đấy này, tình hình này là làng quàng, lát nữa là kẹt xe các bạn ạ. Xe khách lẫn vô trong làn của xe buýt rồi, thùng đồ, giỏ đồ, ba lô, túi sách, cuộc di dân bắt đầu. Hôm nay là bắt đầu di dân đấy các bạn. Đây là mọi người này, đông không đấy, các bạn thấy không? Đây đồ đạc bọc bịch đấy, ai cũng ba lô lên đường về quê. Ở ngoài xa xa thì các anh container cũng ráng chạy nốt những chuyến hàng cuối cùng để kịp nghỉ. Cũng kịp nghỉ về đi với gia đình. Rồi có thể một số anh thì ở ngoài quê cũng đi về quê mọi người. Đây là những hình ảnh ở phía cửa ngõ đằng đông nha các bạn nhé. Hướng đông của Sài Gòn, còn hướng tây là phía bên kia rồi. Đi về phía miền Tây thì bây giờ đảm bảo ở phía ngoài Bình Chánh ấy mọi người ạ. Bình Chánh, Bình Tân, An Lạc rồi Tiền Giang, khúc đoạn đấy thì đảm bảo có thể kẹt xe trong đêm nay các bạn. Lượng xe di chuyển khá đông. Bắt đầu cuộc di dân ra khỏi Sài Gòn. Rồi mình đang đứng ở ngã ba Tân Vạn nha các bạn nhé. Ở trên này là kẹt xe rồi, mấy xe lấn vô làn đã thấy kẹt rồi này. Đó. Rồi đây là những hình ảnh về mọi người, những người con của những cái vùng đất khác đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ bắt đầu là chuyển bánh để đi về quê. Các bạn thấy những hình ảnh là ba lô này đấy, rồi vali, ba lô, vali sẵn sàng để đi về quê nhà mình nha các bạn nhé. Đây nữa đó, người đang rất là náo nức đó, mọi người đang rất là nô nức để được trở về cùng với gia đình. Lượng xe hôm nay lưu thông thấy rất là lớn các bạn. Ở bên kia thấy xe Honda để nuôi à. Thấy không, Honda bên kia quá trời luôn rồi, bắt đầu là di chuyển rồi, người dân bắt đầu di chuyển đi về quê rồi mọi người. Đấy, để xếp hàng bên đây đang chờ đèn xanh đèn đỏ rồi. Thì con đường trước mặt chúng ta đây chính là quốc lộ 1A nha các bạn nhé. Ở quốc lộ 1A thì cái đoạn này này, đây là cầu vượt của Tân Vạn đó. Thì ở đây hồi xưa chưa có cầu vượt, rất thường xuyên xảy ra kẹt xe, sau này có cái cầu vượt rồi thì bớt dần rồi các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay mình muốn quay lại cho các bạn xem những hình ảnh của người dân đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh đó, những người con của những cái vùng quê khác, vùng xa quê đang di chuyển để đi về với tâm trạng rất là nô nức nha các bạn nhé. Đấy, mọi người thấy không, ba lô thì cái con đường này là mọi người này, con đường đi về hướng ngoài Bắc này, ở ngay tuyến quốc lộ 1A đi qua đoạn cầu Đồng Nai các bạn. Tuy không xảy ra kẹt xe giống như con đường về miền Tây, nhưng mà mình thấy hôm nay số lượng người dân đi cũng rất là đông nha mọi người nhé, đông hơn bình thường rất là nhiều luôn đấy ạ. Cộng thêm đó với những cái phương tiện vận tải khác giống như xe buýt này, xe giường nằm đó, xe chở khách đó các bạn, di chuyển qua đây cũng khá là đông các bạn. Wow, này thấy đông quá, em đã đi đông lắm mọi người. Rồi thì một lần nữa mong sao các cô chú anh chị, những người mà đang trên đường đi về quê có một cái chuyến đi an toàn nhé. Cứ từ từ đi thôi nha mọi người nhé, đừng có gấp gáp làm gì, tại vì mình bây giờ là buổi tối rồi, mát mẻ, đường cũng thông thoáng, thì mong sao mọi người đi một cách từ từ thôi. Về quê rồi được hưởng những ngày nghỉ lễ bên gia đình cùng với người thân nhé. Đấy các bạn thấy không,
lô, vali. Ngay từng hình ở đây cũng khá đông các bạn. Càng ngày mình thấy càng thấy đông các bạn ơi. Đó, ở trên kia từng đoàn xe máy bắt đầu di chuyển xuống đây nha mọi người nhé. Có nghĩa là hướng từ Sài Gòn xuống đây đó các bạn ạ. Rồi với cái tình hình này rất là dễ kẹt xe, các bạn thấy từng đoàn xe bắt đầu ùn ứ rồi này. Ở đây, phía đoàn này là đoàn Dĩ An nha các bạn nhé, sát với cầu Đồng Nai luôn các bạn nhé. Đó. Còn đây thì mọi người di chuyển cũng khá đông. Được tình hình đó sợ kẹt xe đó, mọi người nên là đi về ban đêm luôn này. Wow, đông quá đông quá đông quá. Tình hình này thì mình nghĩ là khoảng là lát nữa lại kẹt xe mọi người ạ.